Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm món miến xào măng nhé. Hay mình cũng có thể gọi là miến xào thập cẩm, vì hôm nay mình dùng rất là nhiều thứ để xào với miến. Nhưng nguyên liệu mà mình cảm thấy nó tạo nên cái vị ngon của món này là măng và lòng mề gà. Bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành làm nhé. Để làm món này thì mình gồm có những nguyên liệu như sau. Miến các bạn chuẩn bị cho mình. Ở đây khoảng 200g miến. Mình đã ngâm với nước lạnh khoảng 1 tiếng để cho miến của chúng ta mềm. Và mình cắt ngắn bớt như này để khi xào nó sẽ quyện vào rau củ quả và thịt như này. Gia vị thì các bạn dùng gia vị thông thường. Và ở đây mình dùng măng, cà rốt, một chút. Ở đây các bạn có thể dùng rau, các loại rau như đậu đũa cái thứ ấy. Hoặc ở đây là mình dùng một chút dưa chuột hay là gọi là dưa leo. Thái sợi như này. Và bên cạnh này gồm có một cái bộ lòng mề gà hoặc là nửa bộ tùy các bạn, và một chút thịt gà, một chút hành lá, hành tây. Và các bạn dùng chả lụa, giò lụa hay xúc xích hay là dùng chả quế như mình. Và ở đây là gồm có một ít trứng các bạn thái sợi như này. Để trang trí cho món ăn khi mà nấu xong thì mình cho một ít hành phi này và một ít ớt mình sẽ rắc lên trên. Và bây giờ mình sẽ đi chế biến các bạn nhé. Trước khi chế biến thì trước khi xào thì mình nói là những cái gia vị này, những cái nguyên liệu này tùy theo các bạn dùng nhiều ít là do khẩu vị của gia đình nhé. Và gia vị thì các bạn dùng mắm, muối, mì chính, hạt tiêu, đường, bột ngọt, và các bạn lêm lếm theo khẩu vị của gia đình mình nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo này nhé. Và các bạn khi mà xào thì các bạn nhớ là các bạn phải để cho mình một chút nước luộc gà hoặc là nước lọc cũng được, hoặc là nước hầm xương, để khi mà mình xào mình cho vào để cho miến thì chúng ta đỡ bị khô ấy. Nếu không thì các bạn dùng nước lọc cũng được. Hôm nay mình có nước luộc gà vì mình vừa luộc con gà xong ấy. Trước tiên các bạn phi cho mình một ít đầu hành nhé. Mình xào thơm nhé các bạn nhé. Xào thơm cái phần hành thơm này, hành tím ấy ạ, hoặc là các phần đầu hành tùy các bạn. Và khi xào thơm xong rồi thì các bạn cho măng này. Măng các bạn có thể dùng măng khô ấy, các bạn ngâm sau các bạn luộc, sau các bạn thái sợi ra như mình như này. Hoặc là đấy là măng khô, hoặc là mình dùng, đây là mình dùng măng tươi. Các bạn xào lửa nhỏ thôi. Trước tiên mình sẽ cho một chút gia vị vào trước, để cho phần măng là cà rốt này nó ngấm gia vị trước. Khoảng nửa thìa cà phê bột canh. Sau đó các bạn cho giò lụa vào cho mình, hay là chả quế đây này, trứng, thịt gà và bộ lòng mề tiếp. Trứng mình tráng mình đã cho chút gia vị rồi. Cái phần lòng mề này thì chưa có gia vị. Còn cái phần chả quế cũng đã có gia vị rồi. Đây các bạn cho lửa to thêm một chút nhé. Đảo đều thêm một chút nữa, rồi sau đó mình sẽ cho lốt một cái phần dưa leo lên là được. Bây giờ các bạn cho mình thêm một ít mì chính nữa vào. Các bạn đảo đều. Bây giờ cho phần dưa leo vào. Bây giờ mình cho một chút hạt lêm nữa. Các bạn có thể bỏ cái hỗn hợp này ra ngoài và mình xào miến luôn. Hoặc là các bạn xào mất nhân miến cùng luôn cũng được.
Nhưng mà lên bỏ ra. Măng tươi ở đây mình đã luộc khoảng 30 phút các bạn ạ. Các bạn, cái phần miến này mình xào và mình cho một ít nước luộc gà vào như này và một ít mỡ gà như này, mình xào lên. Các bạn cho lửa to nhé để cho miến của chúng ta khô. Và các bạn nêm nếm gia vị bằng cách là cho một chút hạt nêm vào nhé. Một chút hạt nêm này. Rồi bây giờ mình khi mà mình thấy miến của mình đã được như này rồi, mình sẽ cho hỗn hợp này vào, mình đảo cùng. Các bạn đừng đợi đảo miến lâu quá sẽ làm cho miến của chúng ta nó sẽ nhừ quá, sẽ không ngon. Bây giờ các bạn đảo đều này. Mà các bạn xào miến khô quá sẽ không ngon, như thể vừa như mình như này. Miến thì vừa quyện vào rau củ quả mà lại còn chín mềm, nhưng không phải lát, không bị lát. Lúc này thì các bạn phải cho lửa thật to nhá. Nhìn mình lại sợ miến miến của chúng ta vẫn tơi, không hề bị bết và quyện vào các thứ này rất là tốt rồi. Các bạn mà có một ít đỗ dèo cho vào thì sẽ ngon hơn nhiều. Hôm nay mình hết rồi. Rồi đấy ạ, bây giờ kiểm tra lại xem vừa miệng chưa. Rất là ngon. Vừa miệng rồi các bạn ạ. Bây giờ cho hành vào. Cho lửa số hành này thôi, tí nữa mình sẽ rắc lên trên. Rồi tắt bếp. Khi tắt bếp các bạn vẫn phải đảo. Đây, miến rất là khô, rất là ngon này. Như này là mình đã làm thành công rồi đấy, đã đạt rồi các bạn ạ. Nếu các bạn mà không để ý một chút mà các bạn cho nhiều nước luộc gà quá hay nhiều nước lọc quá thì sẽ làm miến của chúng ta sẽ bị lát. Hoặc các bạn ngâm lâu quá cũng vậy. Nếu ngâm các bạn chỉ là ngâm nước lạnh, các bạn đừng ngâm nước ấm nhé. Không là khi xào miến sẽ bị lát. Làm miến này tuy rất đơn giản nhưng mà không phải lúc nào mình cũng thành công được đâu ạ. Vì nhiều khi mình không tập trung ấy, mình cho lửa nhỏ hoặc lửa to, hoặc là mình cho nỡ tay cho thêm một chút nước thì nó sẽ bị nát mất miến. Vậy mình sẽ múc ra nhé. Các bạn múc cái phần miến trước. Đây các bạn, miến của mình rất là tơi như này là rất là đạt rồi đấy ạ. Nhớ là khi mà xào miến thì các bạn cho mình một chút nước gà nhé, nước luộc gà nhé, hoặc là một, nếu các bạn không có nước luộc gà thì các bạn là cho nước thường. Mình cho nước luộc gà và một chút dầu ăn. Nếu mà nước luộc gà và một chút mỡ gà. Còn nếu các bạn không có nước luộc gà thì các bạn cho nước thường và một chút dầu ăn. Nước lọc thường. Rồi. Giờ mình sẽ cho cái phần rau củ quả thịt lên trên, bày lên trên. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ múc lốt cái phần thịt, phần rau củ quả mình bày lên trên cho đẹp. Và mình rắc hành lá, hành thơm, ớt và hạt tiêu lên để mình thưởng thức. Rất là hấp dẫn rồi các bạn ạ. Món ăn này mình dành ăn trưa, ăn sáng. Và tối các bạn không nên ăn nhiều vì rất là béo. Mình không cần phải nấu cơm nữa. Mà mình chỉ cần ăn như này và ăn ít hoa quả hay là mình có thể là xong bữa trưa, bữa sáng rồi ạ. Bây giờ mình sẽ rắc hành lá, hành thơm. Hành lá, hành thơm ấy, và phần hành phi lên trên. Đây mình để lại một chút, mình rắc lên cho đẹp thôi mà các bạn. Và một ít ngò. À mình để một ít gì nhỉ? Rau thơm. Đây gọi là húng tàu. Rồi bây giờ cho vài cái ớt lên trên. Rồi bây giờ mình có thể rắc thêm một ít hạt tiêu nữa các bạn ạ.
Đây các bạn rắc thêm một chút hạt tiêu nữa. Lưu ý nếu không ăn được cay không cho hạt tiêu nhá. Rồi, mình rắc một chút thôi. Đây là tiêu trắng. Rồi các bạn ạ, đây là mình đã làm xong rồi đấy ạ. Nếu các bạn thích thì hãy like và chia sẻ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.